Em kính chào bác nha. Thì hôm nay em về cho mình hai cái bếp từ đôi, gồm là hai cái điện 200 và hai cái điện 100, hàng nội địa Nhật Bản. Thì những mẫu này thì các bác xài rất là ok, phím cảm ứng này xài rất là sướng, rất là im. Đó là hai cái ở trong đây là điện 100V. Thì mẫu này để đắt cao không các bác, 18, 19, 20, 22 luôn gì đó. Thì hai cái ngoài trước đây là điện 200. Thì các bác sẽ khỏi xài thì nó tiện lợi hơn, khỏi xài quá đỡ nguồn. Nói chung là một số bác người ta cũng có nhu cầu rất là cao về những cái bếp điện 200 như thế này. Là công suất bếp chính là nó là 1.500 nè, 1.500 nè, bếp phụ thì 1.2, còn những cái bếp mà điện 100 thì nó đồng là 1.2 hết, là 1.200 hết. Đó, đẹp như mới luôn các bác, quá đẹp. Thì em sẽ là vô video chi tiết rồi test báo giá cho các bác, thì giá cả sẽ luôn công khai nha. Mong lần nếu mà các bác mua hàng được quan hỷ được mặc cả giùm em cảm ơn. Đó, quá là ok luôn, phím cảm ứng như em nói đó, xài rất là đã, rất là sướng, rất là im đó, em hay nói câu đã này kia. Rồi thì bây giờ những cái bếp này là bếp dọc, các bác mình xài làm đẩy dọc, dùng âm dương đều được. Thì dùng âm thì nó bao đẹp rồi, dương thì nó tiện lợi cho những bác mà kiểu như mình khỏi cắt gạch cái khung cái không gian bếp của mình đó, thì mình khỏi có cắt sáng này kia thì mình đẩy dương thì vẫn được, còn âm thì nó quá đẹp rồi. Thì bây giờ lên chi tiết cho các bác nha. Rồi bác, thì mình lên hai cái bếp này trước đi, hai bếp 200 này trước đi. Thì hôm trước em lên một cặp đó cũng rất là nhiều bác luôn, người ta hỏi mua. Hôm đó thì được có hai cái thôi, hôm nay thì về được bốn cái, và hai cái 200 và hai cái điện 100. Cái chiều của nó nghe vô của nó là 47. 47 nha, 48 các bác, 48. Đó, thì bề ngang của nó là bao nhiêu? Thì hỏm bác nào mà chốt hụt đó thì mình chốt đi 30, 31. Này cái bề xuống này nó là 6, 7 cm. Hai cái thì cũng gan vậy thôi. Thì theo anh đó, em đánh giá thì cái này nó đẹp hơn nha. Cái này là 2018 các bác. Nhưng mà cái này là như chưa xài luôn nè. Cái này là như chưa xài luôn nè. Đó, nó có hai cái quạt để tản nhiệt cho bếp. Đó là 2018 nha. Thì cái bếp này các bác dùng âm dương đều được. Thì mình dùng dương á các bác, thì mình lấy cái gạch đó mình chiên cho nó bằng, nếu còn mình không chiên thì nó hơi là trong trên một tí xíu, nó hơi là gập ghềnh đó. Còn mình xài thì mình lấy gạch mình chiên thêm cho nó cứng cáp lại, cho nó vững lại. Còn mình xài âm thì khỏi nói rồi, bao đẹp. Thì dành cái bếp này người ta sản xuất dành cho là sinh viên đồ nàng, người ta ở cái không gian mà nhà trọ nó ngắn nó nhỏ đó các bác, người ta xài này. Thì hai cái kích thước thì như nhau hết. Cái này là 2019 nha các bác, nhưng mà chắc người ta xài nhiều thì nó không đẹp bằng thôi. Đó, còn lại là còn cái chất lượng thì nó như nhau, quan trọng là cái giá thôi. Bây giờ em cắm điện 200 test cho mình coi nha. Đó, rồi cái em sẽ báo giá luôn, giá thì luôn luôn tốt cho các bác nào có nhu cầu. Rồi các bác thấy nó cũng có cái ổ cắm thôi, thì em test cái bên này trước nha, cái 2019 này trước. Nó sáng đèn lên đó, xài rất là êm các bác. Thì em nói như em nói đó, cái cảm ứng này xài nó rất là sướng. Cái này nó bẩn thôi, em phải vệ sinh lại các bác, nhắn giữ cho em nha. Đó, lên rồi. Bây giờ là từ thì phải đặt cái lồng nồi có từ đó này, đặt cho ra nó sôi cấp tốc cho các bác coi luôn. Công suất của bếp chính là 1.500 lần nào đó, cảm ứng như là đó, xài rất là sướng, rất là đã tay. Là còn cái ở trong để bắt cái trong cho mình nha. Chờ em xíu anh đi kiếm cái lồng nồi nữa em bỏ vô. Đó, bác, nó không có nồi các bác, là nó không có, nó sẽ chớp chớp vậy nè đúng không? Còn có nồi thì nó sẽ là cho mình là kiểu như là nó sáng một vàng đèn như vậy nè, nó báo hiệu là nó ăn từ, còn nó có báo hiệu không ăn từ nó sẽ chớp như vậy đó. Thì nó thật sự là lên đây thì em đã test rồi, em vừa test cái đợt luôn đó, còn nóng luôn đó, mà bây giờ test lại thêm các bác coi nữa cho nó chân thật. Em thì kiểu như là người thật việc thật, cho nên là các bác cứ yên tâm. Thì em bán hàng thì có cọc nha, chuyển khoản đủ lên bao ship. Thì đối với những cái mặt bếp này thì em bảo hành cho mình là 6 tháng sử dụng, thì qua 6 tháng vẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các bác. Thì nhận hàng các bác được kiểm tra. Địa chỉ em đang bán nằm ở là thành phố Hồ Chí Minh.
đó, những bác mà ở quận huyện thành phố Hồ Chí Minh kiện khoan đủ làm giao gáp cho mình 1-2 giờ mà nhận được, còn nếu mà cọc thì em phải gửi Viettel, còn những bác mà ở khu vực tỉnh Nam Trung Bắc em gửi Viettel cho mình đó, thì nhận hàng bắt được kiểm tra. Em thì nói chung mới là có sao thì bán vậy thôi đó, mặt hàng đưa lên trên đây như thế nào là nhận hàng như thế đấy, không thêm không bớt đó, sôi hết đây nè, ngon lành hết đây nè. Rồi cái mã này gọi là số 1 đi, thì em sale cho mình nha, chờ em xíu em lấy cái mấy cái này điện 200 đó các bác, mã 1 là điện 200 nha, để em ghi cái số cái chữ 200 điện lên cho các bác, để một số bác không biết à. Này là điện 200 nè, điện 200V này các bác là mình xài 220 vẫn được bình thường nha, không có vấn đề gì hết, vì Việt Nam mình đã xài rồi. Thì cái giá đầu tiên em xem cho là 1,8 triệu đó, 1,8 triệu đi, hạ đi sâu quá vậy đó, 1,8 triệu cho các bác nha. Cái tình yêu nào mua thì cọc cho em 300, mã 1 giá 1,8 triệu, mua thì cọc cho em là 200.000 đồng chuyển, 300.000 chuyển đủ thêm bao ship bảo hành cho mình là 6 tháng. Qua mã số 2, chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em này, Zalo của em nè 0919 407 501 đây nè các bác, 0919 407 501, em ship hàng này có cọc chuyển khoản đủ làm bao ship đó. Nói chung là nói đi nói lại cũng có nhiều thôi, khách hàng thân thiết khách hàng quen thì người ta cũng đủ hiểu rồi, còn những bác mới lần đầu coi video thì em hay nhắc cái quy định gì đó, mình cho mình mua hàng cho nó vui vẻ suôn sẻ vậy thôi. Rồi chụp màn hình lại nha, mã số 1 rồi bác, thì cái bếp này 2018 mà em nói đẹp nè, đẹp hơn bếp mới nãy mới số 1, thì bếp này mình cho là mã số 2 cho em nha, đẹp là như chưa xài luôn, cái bếp này có thể là nó là đẹp 98%, điện 200V, em ghi cho mình coi để cho mình biết đó. Điện 200V đó, rồi bây giờ bật lên cho em đã cắm điện rồi, bật giữ cho em mấy giây đó, rồi nấu bếp này đặt để này cho em đó nè đó. Thì cái bếp này nó sẽ là cao hơn tí, tại vì nó đẹp các bác, thì em mua cũng mắc hơn rồi. Thì giờ xài cá trong đúng không, bắt cá trong lên đó, nó không có nồi là cái nó báo hiệu chớp chớp, thì mình đặt cái nồi lên thì nó sẽ hết báo nè đó, các bác thấy không, nó rất là ok nha. Rồi thì nấu mau lẹ đi, 2 triệu, mã 2 2 triệu, mã 2 2 triệu, giá này là bảo hành cho mình là 6 tháng nha. Mã 2 giá 2 triệu đồng đó, mua thì vui lòng cọc cho em là 300, chiên đủ thì bao ship bảo hành 6 tháng đó, ngon lành không, sơ cấp tốc đó. Thì em bán là người thật việc thật, nhận hàng cho được kiểm tra chứ không có nói tào lao đó, nói tào lao rồi bán rồi lần thôi rồi lần sau ai mua nữa đúng không. Rồi thì ưng cái mẫu số 2 chụp hình gửi qua Zalo cho em nha, cọc cho em là 300, em bảo hành xin 36 tháng chứ, 6 tháng thì qua 6 tháng vẫn hỗ trợ cho các bác yên tâm. Là cái phim cảm ứng rất là nhạy nên các bác đó xài rất là đã, rất là im luôn. À, hôm trước về có 2 cái thôi mà bao nhiêu người ta muốn mua, tắt tắt bạc đó, các bác thấy không, rất là im nha, tắt cho em tắt tổng là nè, còn bật lên nè, cái đây nè bắt nè đó, bắt nè, rất là ok nha. Rồi thôi tắt đi, thì qua mẫu chụp màn hình gửi qua Zalo cho em. Rồi các bác, thì tới hai cái mã điện 100V đó, làm con viết cái chữ cho bác coi đi, điện 100V cái cắm điện vào nè, hình như là em chưa cho coi hình thức đúng không, cái chiều dài rồi chiều rộng thì nó cũng y gan thôi các bác, cái chiều dài chiều rộng nó y gan thôi này, nhưng mà cái chiều đem cho coi cho các bác coi nè, là điện 100 nha, cái mẫu này sản xuất 2022 luôn nè, dưới này nó vậy nè các bác, thì riêng cái 100 này là nó có 2 cọng dây luôn đó, còn là 2022 cái này nó cũng vậy luôn, để coi cái này năm mấy, cái này 2019 mà hai cái này đẹp như nhau các bác, hai cái này đẹp như nhau, không có nào đẹp hơn cái nào xấu hơn đó, cái nào nó cũng đẹp như nhau nha.
Thì cũng như em chia sẻ đó các bác, cái này là nói là dùng chính là âm đó, nhưng mà mình dùng âm dương đều được. Mình dùng dương thì mình phải cắt ấy ra nè, nó có cái cơ cái ấy đây nè đó. Mình dùng âm thì mình cắt gạch cắt đồ ra 2019, còn mình dùng dương thì mình khỏi nha. Cái kích thước với cái kích thước nó cũng y chang là cái bếp 200 mới nãy thôi các bác. Đánh đo cho mình coi luôn nè, trời chơi tới luôn đi, cũng 48 48 nè, này cũng mới gan 31 nè, nhưng mà cái bề xuống này cái này nó dày hơn 10 xăng lắm nha, cái này là 50 xăng đó. Rồi bây giờ cắm điện vô điện 100 nha, cái ổ điện 100 điện thoại của em nè, chứ cắm điện 200 là banh nè. Đó, sáng vàng đèn lên thì xài mới gan cái nãy thôi, nhắn giữ cho em nè, bật nè đó. Nó không có nồi thì nó báo lỗi đó các bác, nó chớp chớp đèn đó, nếu mình đặt cái nồi lên thì sẽ là im đó. Rồi xài cái trong thì cũng vậy thôi nè, nó cũng báo không có nồi nè, mình đặt cái nồi lên thì sẽ nó sẽ hết báo nè đó, đúng không, như em nói không. Nhiều cái nó cũng khổ quá ha. Mà cái này điện trăm đó các bác, thì công suất của nó là 1.200 điều á. Là em dán giấy lên là điện trăm cho các bác biết. Nó cũng sôi ầm ầm đó. Ngon lành nha, ngon lành ngon lành, đẹp, hai cái này đẹp như mới luôn, hai cái này đều đẹp 98% hết. À, dán vô cho các bác biết đây. Rồi thì bây giờ coi cận cảnh đi đó, ngon lành nha. Thôi rút ngàn rút ngắt ngay trời mây. Em bán cái này 2022 đúng không bác, em bán cho mình giá là cũng 1.800.000 nha đó, 1.800.000 luôn. Mua thì cọc cho em là 2.300, chuyện đủ bao ship bảo hành 6 tháng, thì qua 6 tháng vẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các bác cứ yên tâm. Thì chụp hình lại gửi qua cho em 0919407501, các bác kết bạn Zalo nữa, Zalo em bán rất là nhiều hàng. Tăng giảm nè, em nói các bác phím cảm ứng xài rất là sướng tay nè. Đó, giảm đúng không? Tăng nè. Nó quá im cho các tình yêu luôn. Rồi cảm ơn nha, chụp hình gửi qua Zalo cho em, mua hàng thì lưu ý cọc các bác cho tiền ship, chuyện đủ làm bao ship. Rồi tiếp tục các bác, thì cắm điện giờ cho em cắm hai chua luôn nha các bác. Mấy cái này nó xài bền lắm các bác, đừng có sợ nó hư hỏng gì đâu, tại vì hàng Nhật đó của người ta là ta làm hai cộng dây điện luôn rồi, thấy không, nó rất là đảm bảo các bác nè, chứ không phải tào lao. Nhắn vô đây cho em đó, bật ra đây nè, nó không có nồi nó sẽ báo lỗi nè, nó chớp chớp là nó có nồi nên nó sẽ ngưng chớp nè đó, ok không đó, ngon lành. Bây giờ tới cái bếp thứ hai, nó hơi gập ghềnh tí các bác, tại vì mình cái này nên người ta bên Nhật người ta dùng là âm là chính đó, nhưng mà về mình dùng dương cũng được, mình khỏi có cắt gạch cắt đồ ra nó phiền phức, mình kiếm gạch nên mình chim cho nó vững mình xài được rồi. Đây nè, nó bắt lên là nó sẽ là ấy nè đó, các bác chiên xào rồi thoải mái luôn, rất là ok này các bác, rất là đẹp luôn. Những cái bếp này hàng em tuyển chọn không á, chứ nếu không tuyển thì không đẹp được gì đâu. Ngon lành nha, đó. Wow, thấy không? Xuất sắc cho các bác luôn. Thì em cũng bán cho mình với giá 1.800.000 đi. Hình như cái này nó đời nó thấp hơn xíu đúng không? Thôi bán cho mình 1.700.000 đi, giảm 100 mã cuối. Đầu xu thì đua lọt. Bán rẻ cho các bác nhớ đến em để các bác ủng hộ em.
Thật sự các bác nếu mà bán cái giá thì cũng như là nó đủ thứ giá hết các bác, thì mặt hàng nó cũng đủ thứ mặt hàng hết. Mình người tiêu dùng thông minh mà mình hiểu cái vấn đề đó mà, chứ đâu cần mà để em nói. Chứ một số bác ham rẻ là thế nào cũng bị dính à, dính lừa đó, dính cú lừa. Thì cái này là mã số 4 hả, 1,7 triệu. Còn cái này mã số 3 mà em chưa ghi hả ta? Mã số 3 thì 1,8 triệu, mã này đề cao hơn xíu nè. Em bán thì đúng một duy nhất một giá thôi các bác, chứ không có bán cái nào mà mắc cái nào rẻ đâu. Đôi khi lên đây kiểu như là chia sẻ với các bác, đôi khi mua những món hàng các bác lỗ luôn, tại vì nó không được đẹp, cái thành ra là bán dưới cái giá nhập luôn. Này mã 3 thì 1,8 triệu. Mua thì cọc cho em na 300 mỗi sản phẩm, chuyển đủ trên bao ship. Thì kết thúc video đi, có mấy cái quay cũng hơi lâu các bác, thì xài cái nào bắt lên cái đó lại thôi nè. Nè rồi, cảm ơn các bác nha, mình mua hàng mình liên hệ với em nè, cho bà các bác lại cái bản tên đó, kết bạn Zalo cho em nha, đó 0919407501. Em bán rất là nhiều hàng ở Zalo, mình không mua được món này mình cũng mua món khác ủng hộ em. Em cảm ơn các bác, tất cả các bác nếu đã vào xem video là em cảm ơn rồi, chứ không phải nhất thiết để mua. Còn nếu mà mua nữa thì quá quá là quý. Rồi cảm ơn các bác nha, hẹn gặp lại, chân thành cảm ơn.